nhiều kênh rồi, thứ hai là gì ạ? Nhiều sản phẩm rồi đúng không ạ? Thứ ba là phải là chi tiền làm quảng cáo nữa. Quảng cáo bây giờ cũng rất là nhiều kênh quảng cáo, kênh Facebook, kênh Zalo, kênh YouTube, kênh Google đều có quảng cáo. Báo chí PR đúng không ạ? Tiếp tục phát triển mạng lưới bán hàng. Phát triển mạng lưới bán hàng là như thế nào? Đây ví dụ như chị Tuyết Trần bạn tôi phát triển mạng lưới bán hàng bằng cách này, đăng Facebook lên, đăng Facebook lên và sau đó là gì ạ? Tuyển sỉ, sỉ cái rất là đơn giản thôi nha. Chị yêu cầu là 50 gói là sỉ, đúng không ạ? Nó rất là đơn giản, hay là 100 gói là sỉ, 100 gói quẩy hết bao tiền? 10 gói là 100 nghìn, 100 gói là 1 triệu, vốn quá to, đúng không? Vốn 1 triệu để khởi nghiệp, được không ạ? Đấy, bán hết á. Nhất là tàu ở đây nhé, nếu mà nào muốn bán và nhất là chung cư ấy, bán cực kỳ dễ thôi. Thì họ mua xong một lần, họ ăn xong họ bị nghiện, họ cứ thế họ mua lại rất nhiều. Rồi bây giờ đấy, trăm đơn là có thể rất là dễ. Ví dụ như anh Hồ bây giờ công ty trăm đơn ngày bán trăm đơn, vài trăm đơn quá đơn giản. Mà hay là một cái số hạng mỹ phẩm bây giờ họ bán một ngày hàng nghìn sản phẩm, bởi vì sao? Họ có hàng trăm đại lý. Cách bán 1.000 sản phẩm nhanh nhất theo kinh nghiệm của tôi là kiếm 1.000 người bán, mỗi người bán một sản phẩm. Có hiểu không? Cách bán 1.000 sản phẩm nhanh nhất theo kinh nghiệm của tôi là kiếm 1.000 người bán và giúp mỗi người bán một sản phẩm. Đúng không ạ? Thay vì là một mình phải bán 1.000 sản phẩm, quá vất vả. Và tương tự như thế, bạn muốn bán 100 sản phẩm thì bạn tìm 100 người bạn, mỗi người bán một sản phẩm. Và chúng tôi ở bên trên, chúng tôi muốn bán 1.000 sản phẩm thì chúng tôi tìm 1.000 người bán hàng. Ok, các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Mô hình là rất tốt. Tất nhiên để làm được gì đấy cũng cần có thời gian, công sức, sự kiên nhẫn. Bởi vì khi mạng lưới gia tăng là kéo theo rất nhiều sự phức tạp. Có vài người xử lý rất là dễ, bắt đầu đông người lên mà mỗi người một ý, rồi cái tôi, rồi sự bận rộn, đúng không ạ? Người Việt mình phải có một cái ưu điểm là lúc mà khởi nghiệp cùng nhau khổ ấy thì rất đoàn kết. Đến lúc có một tí ấy, chia không đều ấy, là đánh nhau mà không thể nào ngồi nói chuyện được. Xong ba thành khởi nghiệp mở ba công ty lại bắt đầu từ đầu, và thay vì thế đáng lẽ là phải ngồi nói chuyện với nhau để làm sao mà giải quyết được. Ui rồi cãi vã đánh chửi nhau tỏi lên, xong cảm thấy thua thiệt một tí là mình đã cảm thấy là bị kiểu như là bị đối xử không tốt rồi thì không thế này không thế kia. Thế kỳ lạ, tại sao cái lúc mà khó khăn thì đi với nhau được, mà tại sao lúc hơi có một tí mà lại không đi được? Thì mình phải xem lại, một là về tính cách, hai là về quan điểm, ba là về các cái thỏa thuận. Chúng ta thường không hay làm việc bằng thỏa thuận, đúng không? Tất cả mọi thứ cứ viết hợp đồng ra, anh phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, quyền và nghĩa vụ đầy đủ thì mới bền được. Và thứ hai nữa là cứ theo hợp đồng mà làm. Đấy, cứ hợp đồng chính là ranh giới, đúng hay sai ở trên hợp đồng. Và mình phải tôn trọng nhau một tí, nhường nhịn nhau một tí thì nó mới bền. Cứ là lớn lên một tí để chia, lớn lên một tí để chia. Nên là tại sao công ty ở Việt Nam mình không có công ty lớn là vì thế. Chia 5 x 7 rất là nhiều. Và thôi, thay vì nói điều xa xôi ấy thì trước mắt là lo cho cái nồi cơm của mình đi đã, đúng không? Mình phải kiếm tiền đi đã. Ok, bây giờ là 11 giờ rồi thì các bạn có cần giải lao không ạ, hay là học luôn đến 12 giờ ạ? Học luôn nhé. Chiều nay thì chúng ta sẽ học sớm và sau đó chúng ta sẽ nghỉ sớm các anh chị về nhé. Chủ nhật thì nếu mà học đến 4-5 giờ sợ các anh chị mệt vất vả. Tôi không sao cả vì chuyên nghiệp rồi. Tôi thì từ rất lâu rồi không có ngày chủ nhật nào cả.
Nếu mà các bạn làm việc theo cách như vậy một ngày làm cả 7 tuần, một tuần làm cả 7 ngày, xin lỗi đoán ngược ạ. Và một ngày các bạn làm việc khoảng chừng 18 tiếng thì các bạn không lo gì chết đói này. Giàu thì không biết như thế nào là giàu, bởi vì có người đi siêu xe người ta vẫn thấy nghèo, còn có người thì chỉ cần cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày thì cũng đã là giàu rồi. Thế nên là giàu nghèo thì nó do các anh chị ý nghĩa thôi. Các anh chị thấy hài lòng với cái mục tiêu của mình đề ra là ok. Thì tôi nghĩ là với cách làm việc mà rất là yêu công việc và không có thứ bảy chủ nhật ấy, và không có ngày nghỉ, không có thời gian nghỉ thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì thực sự là bây giờ cơ hội trên mạng rất nhiều. Rồi, thì tôi vừa có chia sẻ với anh chị một số cái kinh nghiệm để anh chị có thể bán được rất nhiều đơn hàng. Có thể bán được rất nhiều đơn hàng trong một ngày, trong một tháng. Về lý thuyết là hoàn toàn có thể làm được. Đấy. Tất nhiên, bước tiếp theo là anh chị cần phải có đội nhóm. Nhá. Bởi vì một mình anh chị không bao giờ bán được 1.000 đơn. Kể cả khách nó có tự đến, đúng không? Khách nó tự đến thì mình phải làm gì? Có người chăm, có người trả lời, có người chốt đơn, có người ship hàng. Trong trường hợp gọi là tốt nhất có thể là ngồi đấy, khách nó tự cung vào mình thì mình cũng phải có người chứ, đúng không ạ? Hiểu ý tôi không ạ? Vâng, thì mình phải có đội nhóm nha. Đội nhóm là rất quan trọng. Bây giờ người ta rất đánh giá cao đội nhóm. Chứ còn nếu mà làm việc chẳng hạn như bạn Ngọc Hoa, bạn tôi đây, bạn ấy bán một mình, bạn ấy có thể kiếm tiền rất tốt, nhưng mà đến một lúc nào đấy bạn ấy sẽ bị hết dùng lượng, bán mãi vẫn chỉ kiếm được từng đó thôi, không bán được hơn nữa, không bán được hơn nữa. Ngày xưa tôi cũng thế, mới đầu thu nhập được vài chục triệu mình cảm thấy rất là thích rồi, xong mình tăng lên được 100-200 triệu mình thấy rất là thích rồi, và mình muốn hơn nữa, không hết được, bởi vì một mình nó chỉ làm được thế. Nhớ đấy, một mình thì chỉ làm được thế thôi. Sau đó nó tăng lên được 300-400 triệu, không giữ được phong độ, nó lại bị xuống. Bởi vì sao? Mình làm quá tải thì sẽ có những khách này không hài lòng, khách kia không hài lòng, mất. Thế nên là phải có đội nhóm có thể là 3 người, 5 người, 10 người, hoặc đội nhóm có thể là cả một công ty hàng trăm người, hàng nghìn người, và mỗi người có một cái thế mạnh và mình tôn trọng nhau, mình cùng làm việc. Và suy nghĩ về bản thân đi nha, suy nghĩ đi là hiện nay trả lời câu hỏi này, mình đã có đội nhóm chưa, đặt câu hỏi. Và nếu chưa, câu hỏi tiếp theo là gì? Làm gì để mình có đội nhóm, đúng không? Tức là đi học là nhận thức cái gì đúng. Thế từ đầu giờ đến giờ tôi nói khoảng 2 tiếng rồi, từ lúc 9 giờ đến bây giờ, sorry 9 rưỡi nhỉ, rồi 9 rưỡi rồi, tôi nói có gì sai chưa? Nói đúng thì về phải làm ngay, có mỗi thế. Tôi nói với anh chị đi học hội thảo gì đấy nha, học ai cũng được, thấy người ta nói gì đúng, về làm ngay. Chỉ có mỗi lời khuyên chân thành, thầy nói hay lắm nhưng em không làm được thì chết. Sao lại đấy lại cái câu chuyện thôi mà hắn nói đùa đấy. Và hôm nay đi học thầy Phan Anh về, nói thầy dạy kiến thức hay, chuyên nghiệp, chuyên sâu vân vân. Thôi, để bài đi. Thì là không làm được đâu. Mình phải làm. Đấy là lời khuyên của tôi. Lời khuyên cho đến tận bây giờ lời khuyên đấy vẫn rất đúng. Tiếp tục nha. Phải có đội nhóm, bởi vì là mình sẽ hỗ trợ nhau trong công việc. Và xây dựng đội nhóm, các bạn cũng đòi hỏi một kiến thức. Nói với tôi, các bạn ngồi đây, nhiều người không biết xây dựng đội nhóm. Em ra bảo bạn, bảo chị đi ra phía bên ngoài. Bởi nó đây nó thông, nó không đặt. Sau này nó thông. Không nói chuyện điện thoại to là bình thường mà. Tôi nói to lên nhà. Thì tôi mắc bệnh nghề nghiệp, tôi không nói bé. 12 năm nay ngày nào cũng nói như này, không nói bé. Tôi ở nhà, người ta ở nhà tôi nói chuyện điện thoại, vợ tôi còn bảo là anh nói chuyện thì hàng xóm nghe luôn, kệ nó nghe thấy biết thì làm sao.
đúng không? Mình có cái điều gì mắc bệnh nghề nghiệp mà không